Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, cổ phiếu được gọi là cổ phiếu của năm 2016-2017 thì không khó để quý anh chị em và các bạn nhận ra trong cái giai đoạn rất là mạnh mẽ của năm 2016, đó chính là cổ phiếu Pharos. Kể từ tháng 10 năm 2016, với việc chào sàn ở cái mức giá là khoảng đâu đó 13-14 nghìn chào sàn lần đầu, thì cổ phiếu này trong 2 năm 2016-2017 đã có một cái mức tăng khá là ấn tượng, lên tới cái mức là 210 nghìn. Và nếu như tính theo cái giá sau điều chỉnh thì thưa với anh chị em và các bạn là cổ phiếu này đã tăng từ cái mức giá là từ 8 nghìn lên tới mức đỉnh điểm vào tháng 11 năm 2017, đó là giá 183 nghìn. Như vậy là chúng ta để có thể thấy được rằng là cổ phiếu này đã tăng khoảng đâu đó là hơn 20 lần trong vòng 2 năm. Như vậy thì cổ phiếu được coi là cổ phiếu của năm 2016 và duy trì cái danh hiệu cổ phiếu của năm tới hết năm 2017 là được cho là cổ phiếu Pharos. Vậy thì Pharos bây giờ ra sao? Và cổ phiếu của năm xưa ấy bây giờ đã như thế nào? Thì lúc đầu tiên thì anh chị em và các bạn sẽ nhận thấy rằng là ô, một cổ phiếu của năm thì thật là tuyệt vời. Nếu như mua được cổ phiếu này thì thực sự là đã có một cái khoản lợi nhuận không hề nhỏ trong vòng 2 năm. Ai là người được lợi nhuận nhiều nhất ở cổ phiếu này? Và liệu có rất nhiều các nhà đầu tư như quý anh chị em và các bạn được hưởng lợi từ cổ phiếu này hay không? Hay thực sự chỉ đây chỉ là một cái cổ phiếu của năm trên giấy bút hoặc là trên ghi nhận, và sau khi nó đã là cổ phiếu của năm thì bây giờ năm nay với cái xu hướng của thị trường giảm điểm từ tháng 4 năm 2018 thì cổ phiếu này bây giờ ra sao? Thì sau khi mà đạt được cán được cái mốc gọi là đỉnh điểm của giá sau khi đã điều chỉnh theo chia chác, tức là cổ phiếu này sau khi lên sàn thì đã có một vài lần chia, vì vậy giá điều chỉnh cao nhất của cổ phiếu này là vào đầu tháng 11 năm 2017 với mức giá đỉnh điểm là 183 nghìn, và đây là điểm gọi là điểm chạm cuối cùng của một cổ phiếu được đánh giá là tuyệt vời xuất sắc nhất của năm 2016-2017 từ mức 8 nghìn. 2816 83 là 24 thì nằm ở đâu đó khoảng tầm tăng 25 lần. Và khi đạt được mức 183 nghìn rồi thì người ta có một cái câu, ông bà có một cái câu rất là hay, đó là lên được thì xuống được, ngã được thì đứng được. Và thưa với anh chị em và các bạn là cổ phiếu này thì đứng được thì ngã được, và khi đạt tới mức 183 nghìn thì năm 2018 kể ra thì đây cũng là một cái thảm họa của cái cổ phiếu của năm 2016-17. Thì 2018 thì nó được xếp vào danh sách là những cổ phiếu thảm họa. Tại sao được xếp vào danh sách cổ phiếu thảm họa? Là bởi vì về phần giá thì cổ phiếu này đã cắm đầu đại pháp và cắm từ mức 183 nghìn mà giảm sâu nhất có thể là vào cái mức khoảng 35 nghìn, tức là từ 183 nghìn giảm về 35 nghìn. Nó được ví như là Bitcoin trên sàn chứng khoán Việt Nam. Bởi vì Bitcoin thì cũng sau 2 năm 2016-2017 tăng nóng từ mức 4-5 ngàn đô, chính xác là 4 ngàn đô, lên mức 20 ngàn đô, tăng cũng chỉ có 5 lần thôi. Thì cũng đã có một cái năm 2018 giảm từ 20 ngàn đô mà xuống còn hiện tại đang giao dịch ở mức khoảng tầm 3.500-4 ngàn đô trên một Bitcoin. Thì cổ phiếu này thì là gọi là còn tồi tệ hơn so với Bitcoin, là mức giảm từ 183.000 đồng một cổ phiếu mà về tới mức 35.000 đồng một cổ phiếu. Như vậy là nó nằm ở khoảng đức mức giảm so với gọi là cái giá đỉnh điểm thì nằm ở đâu đó là bao nhiêu ạ? Là bao nhiêu ạ? Nếu tính từ dưới từ mức giá 35.000 lên mức giá 183.000 thì nó cũng khoảng 6 lần. Thì vậy nhiều người sẽ than khóc, sẽ kêu rằng là mức giảm này sẽ lớn, thì nhưng mà theo quan điểm của chúng tôi thì mức giảm này thực sự là không lớn, là bởi vì sao? Bởi vì nó tăng được thì nó giảm được, và thực sự là nó chưa về tới chân, gọi là tới chân núi. Bởi vì chân núi bắt đầu là 8.000
và điểm đỉnh điểm của núi đó là 183.000, mà mới từ 183.000 giảm về 35.000 thì thực sự là chưa thỏa đáng. Tuy vậy thì trong những ngày gần đây thì đang thấy có một cái dấu hiệu bất thường tại cổ phiếu này. Đây là một lưu ý anh chị em và các bạn có thể quan sát thêm là cổ phiếu này bất thường điều gì. Đó là thanh khoản của cổ phiếu này đang có cái phần giao dịch bất thường. Liệu nó sẽ có thể thành là cổ phiếu của năm 2019, gọi là thị trường, bất chấp thị trường kinh tế thế giới, bất chấp tất cả, thì cổ phiếu này đã làm điều đó vào năm 2016-2017, tức là em bất chấp tất cả để yêu anh và em bất chấp tất cả để tăng giá, không cần quan tâm là thị trường kinh tế tài chính như thế nào hết, em chơi một bài rất là bài tăng giá bất chấp, bài gọi là bài ca tăng giá. Thì 2019 liệu có như vậy hay không thì chúng ta quan sát thêm. Thì vậy, để làm rõ hơn vấn đề là tại sao em có thể bất chấp tất cả, thì chúng ta sẽ đi vào một vài cái điểm quan trọng. Bởi vì phân tích kỹ thuật đối với cổ phiếu này thì là gọi là bất lực lại pháp, và không có cách nào để có thể là phân tích kỹ thuật với cái cổ phiếu mà em bất chấp tất cả để yêu anh như thế này, hoặc là em bất chấp tất cả để mà tăng giá không cần quan tâm thế giới như thế nào. Vậy thì chúng ta bằng cách nào để phân tích cổ phiếu này? Thì cũng có rất nhiều cách, đó là dùng thuyết âm mưu. Dùng thuyết âm mưu thì cũng phân tích được cổ phiếu này. Tức là thuyết âm mưu học của người chủ doanh nghiệp này và của doanh nghiệp này muốn làm gì, định làm gì trong thời gian tới, thì chúng ta cũng có thể suy diễn được một vài vấn đề trong cái quy trình gọi là sử dụng thuyết âm mưu trong việc phân tích tăng giá của cổ phiếu bất thường, được gọi được đánh giá là những cổ phiếu của năm, cổ phiếu hoành tráng nhất năm, cổ phiếu gọi là tàn bạo nhất năm, hoặc là cổ phiếu mất dịch nhất năm. Tóm lại là dùng từ gì cũng được, tùy anh chị em và các bạn dùng. Thì quay lại với cái câu chuyện về mặt doanh nghiệp, thì thưa với anh chị em và các bạn là chào sàn vào ngày 1 tháng 9 năm 2016 với cái mức giá khởi đầu chào sàn là 12.600. Nhưng tại sao chúng tôi lại nói là có mức giá 8.000? Là bởi vì từ đó tới nay thì doanh nghiệp này có một lần chia cổ tức với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu vào ngày 4 tháng 7 năm 2017. Mức chia là 10 chia cho 1. Vì vậy nên là cổ phiếu này đã được điều chỉnh giá và nó nằm ở khoảng đâu đó cái thấp nhất trong cái phiên giao dịch đầu tiên, thì nó đóng cửa ở mức là close là 9.550 đồng. 9.550 đồng rồi. Và thưa với anh chị em và các bạn là với cái khối lượng cổ phiếu giao dịch lần đầu ở mức là 430 triệu cổ phiếu, thì hiện tại thì cổ phiếu này đang giao dịch và đang lưu hành ở cái mức là 567 triệu cổ phiếu, và vốn hóa thị trường của cổ phiếu này là 22.136 tỷ, với cái mức giá 183.000 tại cái thời điểm là vào khoảng 1 tháng 11 năm 2017. Thì chúng ta có thể dùng một phép tính ngu học 567 triệu cổ phiếu và nhân nhanh cho mức giá 183.000, thì chúng ta sẽ có thể thấy vốn hóa thị trường đỉnh điểm của cổ phiếu này là bao nhiêu anh chị em và các bạn? Là 103.761 tỷ. Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng tiếp một phép tính ngu học tiếp theo, đó là chúng ta chia cho tỷ giá đô la Mỹ ở mức 23.000, thì thưa với anh chị em và các bạn là đỉnh điểm của cổ phiếu này. Sau đây anh chị em và các bạn, chúng tôi chia lại cho anh chị em và các bạn 103 mà chia cho 23 thì đỉnh điểm của cổ phiếu này đạt mức vốn hóa thị trường khoảng 4.5 tỷ đô la Mỹ. Thật là khủng khiếp với một cái doanh nghiệp. Nó khủng khiếp là vì sao? Bởi vì với một cái doanh nghiệp mà lợi nhuận kinh doanh với cái vốn hóa thị trường như vậy, vốn chủ sở hữu là 576 triệu cổ phiếu, thì tương đương với vốn chủ sở hữu nhân với 10 là 5.775 tỷ. Và vốn hóa thị trường thì là lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ, tức là 100.000 tỷ đồng Việt Nam. Vốn hóa thị trường là 100.000 tỷ đồng với một cổ phiếu với vốn chủ sở hữu là 5.775 tỷ tính tới hết quý 3 năm 2018. Và một cái chuyện nực cười nữa, đó chính là vốn chủ sở hữu thì 5.775 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp này tại quý 3 là 15 tỷ đồng. Thưa với anh chị em và các bạn, thì tôi không biết là dùng cái con số nào, thôi thì tạm dùng con số vốn chủ sở hữu đem ném một cái bụp vào nhà băng Vietcombank. Thì thưa với anh chị em và các bạn là cái tiền lời cũng còn nhiều hơn cái lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp nữa. Thế vậy thì doanh nghiệp này
có doanh thu thực ra là quá bèo bọt vào cái quý 3 năm 2018, 418 tỷ và chi phí lợi nhuận tài chính rồi các loại chi phí khác, ví dụ như là giá vốn hàng bán rồi các loại chi phí khác thì tôi thấy là nó rất là nực cười, tôi không hiểu lại tại sao. Và thêm một điều nữa đó là lợi nhuận năm 2018 của 17 của doanh nghiệp này là khoảng tầm 848 tỷ. 848 tỷ thì thực ra là rất là cao đấy, cao so với lại cái khả năng làm được, tức là ROE là khoảng tầm 15. Năm 2017 làm được điều đó, nhưng mà năm 2018 thì bé tè là nhè. Đến tới thời điểm hiện tại thì cộng dồn theo giả định là báo cáo tài chính của công ty này là hoàn toàn là độc lập và hợp lý, thì thưa các anh chị em và các bạn, nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 100 tỷ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau 3 quý kinh doanh. Liệu quý 4 năm 2018 có bùng nổ như quý 4 năm 2017 với việc doanh nghiệp này bố toán lợi nhuận là quý 4 2017 là 638 tỷ hay không? Thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cũng cần sử dụng thêm thuyết âm mưu, bởi vì nếu sử dụng theo phân tích tài chính thì thực sự là bó tay đại pháp luôn. Với doanh nghiệp này thì đúng là không có sự tương đồng nào giữa doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu rồi chị em và các bạn. Và chúng ta cũng loáng qua thì thấy tổng nợ của doanh nghiệp này thì cũng không cao, thực sự là tổng nợ thì nó cũng chỉ bằng với vốn chủ thôi, vốn chủ 5.700 thì tổng nợ khoảng 5.500, thì cũng thực sự là cũng là một cái tỷ lệ đòn bẩy margin 1:1 là hợp lý thôi, không có gì. Thì nói chung là nói lăng nhăng lăng linh tinh về một cái số vấn đề về cái hoạt động kinh doanh như vậy để chúng ta có thể điểm qua doanh nghiệp này. Thì để giải thích thêm một cái điều gọi là mấu chốt quan trọng và trọng yếu của doanh nghiệp này thì chúng ta phải đi tới một cái vấn đề là tại sao doanh nghiệp này lại có cái câu chuyện là bất chấp tất cả để tăng giá, bất chấp tất cả để có thể làm hài lòng quý vị khán giả, là hài lòng các anh chị em và các bạn đầu tư liều mạng đã giao dịch cổ phiếu này vào năm 2016 và năm 2017 và có một cái kết gọi là cái kết ngọt ngào, tức là giá cổ phiếu này đã tăng khoảng 18 lần nếu tính theo giá 10, tức là sau khi điều chỉnh là tính theo giá 10 thì khoảng tầm 18 lần. Và một cái kết đắng cho anh chị em và các bạn nào mà đã chót dại yêu em nó vào năm 2018, một cái kết đắng thật sự là đắng ngắt luôn với cổ phiếu này. Với mức giảm từ 183.000 còn 35.000 ở mức thấp nhất trong giai đoạn vừa qua. Thì điều mà chúng tôi muốn nói tới ở đây đó chính là người chủ của doanh nghiệp này, đó chính là ông Trịnh Văn Quyết, đang sở hữu cổ phiếu này với mức 67,34%, tương đương 382 triệu cổ phiếu. Thì ông, nếu ông Quyết nghe được video này thì ông sẽ nói rằng là mày bị rảnh à, bị dở hơi à, mày việc gì mày nói chuyện của nhà tao, cổ phiếu của tao thì thích tăng bao nhiêu thì tăng, thích giảm bao nhiêu thì giảm, mày nói làm cái gì? Vâng, thì đúng là như vậy thưa anh chị em và các bạn. Thì ông, nếu ông Quyết muốn tăng thì chắc có lẽ là nó tăng, bởi vì sở hữu của ông Quyết và gia đình ông Quyết, tức là bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ của ông Quyết, cộng với những người thân hữu gần xa, bà con thân hữu gần xa, họ hàng lối xóm, thì có lẽ là mức chi phối tại doanh nghiệp này nó nằm ở khoảng đầu xích xắc 80%, và lượng cổ phiếu ở bên ngoài thì không biết là có thực sự là ở bên ngoài hay không thì chúng tôi cũng không rõ, nhưng mà về cơ bản thì doanh nghiệp này là doanh nghiệp mang tính chất gia đình trị, thì vì vậy nên là cái sự gọi là giao dịch là, những cổ phiếu ở bên ngoài thì thật sự là rất khó để có thể gọi là tiên lượng. Thì qua video này chúng ta thấy rằng là một cái kết ngọt ngào cho năm 2016-17 không có nghĩa là nó sẽ có cái kết ngọt ngào cho năm 2018, và một cái kết được gọi là đắng ngắt, được gọi là chua, rất là chua, chua lè luôn đấy, là cho một cái cổ phiếu mà mức giảm khủng khiếp nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018. Và có một cái năm thật sự là tồi tệ đối với những nhà đầu tư đã tham gia và đầu tư ở cổ phiếu này. Thì hy vọng là những cái chia sẻ và cái tổng hợp đánh giá một những cổ phiếu điển hình có cái kết đắng cho năm 2018 thì giúp anh chị em và các bạn có cái góc nhìn tổng quan hơn về thị trường, cũng như những cái góc khuất, những góc tối của thị trường, để có những cái cơ sở dữ liệu định lượng và đầu tư theo một cái trường phái phù hợp cho năm 2019. Kính chúc quý anh chị em và các bạn sức khỏe, để lại những cái like cho video cũng như là chia sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để có thể tiếp tục dõi theo những video mới hay hơn, chất lượng hơn và hấp dẫn hơn trong thời gian tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.
hãy like và chia sẻ cho chúng tôi để ủng hộ nhóm Tự Doanh Chứng Khoán tiếp tục ra những video tốt, hay hơn và chất lượng hơn cho quý anh chị em và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.